Mua vàng lấp lánh lấp lánh lấp lánh lấp lánh. Rồi mời anh Thiện giơ hai chân lên. Sao vậy? Đá luôn. Đá đá một chân thôi, kêu đá hai chân. Đá luôn. Đây mọi người thấy không? Nè, tại sao hôm nay Hoàng nghỉ làm không nói cho tôi biết? Tôi có nhắn tin rồi nha, mà tại anh không trả lời. Chứ lại tôi gọi điện thoại anh cũng đâu có bắt máy đâu. Trời ơi, tôi bận công việc, tôi khóa máy, cô gọi không được, cô phải gọi lại chứ. Rồi rồi, tôi rút kinh nghiệm, được chưa? Chứ lại mấy nay tôi bận lắm, tôi không có rảnh mà cứ ngồi gọi điện thoại cho anh hoài. Rồi xong việc chưa? Xong rồi đi về, tôi đang bận lắm. Bà nội tôi ở nhà buồn muốn chết luôn, cô ngồi đây cô chơi với con này sao được? Cái đó là chuyện của anh, trời ơi anh làm ơn đi, tôi sắp thi rồi. Vậy tôi không làm sao mà được? Nhưng mà bây giờ có cách gì không chứ tôi biết cách rồi. Thôi bây giờ tôi có ý này, anh coi coi được không nha. Ý nào cũng được, miễn là cô qua chơi với bà nội tôi. Anh sang tên nhà anh cho tôi đi. Đó là cách đó hả? Cô cười gì? Giỡn. Trời, trong cái giây phút này cô còn giỡn được nữa hả? Tôi giỡn nhìn mặt anh, tôi muốn giỡn. Giỡn thôi, nói thiệt nè. Bây giờ á, miễn sao là tôi có mặt bên đó để chơi với bà nội anh đúng không? Rồi cái này giỡn hay thiệt? Thiệt. Cách nào? Anh làm người mẫu với tôi đi. Ok. Thiệt hả? Tôi nói giỡn đó. Nghĩ sao tôi đàn ông che mà mặc mấy bộ đồ này hả? Rồi cái gì bộ đồ gì mà cô thiết kế phong phanh quá vậy, tôi che bằng cái gì? Thôi cái này là tôi chỉ mới thiết kế thôi, chứ đương nhiên bộ đồ hoàn chỉnh là phải che được hết chứ. Ơi không đâu, chiều cô. Giờ không làm đúng không? Làm đi về đi, tôi bận lắm. Sao mà làm được? Không, tôi bận lắm. Làm không? Làm không? À. Tôi uống anh đừng nhìn tôi. Không được, anh nhìn chỗ khác đi. Trời ơi. Đây, để tôi gót cho anh. Tôi nói thiệt với cô, từ nhỏ đến lớn tôi được chiều chuộng nha. Chưa bao giờ ra ngoài đường mà ai ép tôi làm gì mà tôi làm ở đó. Nói thiệt, phải thích mới làm, hiểu không? Không có chuyện mà cô kêu tôi hả làm chuột bạch cho cô hả, mặc mấy cái bộ đồ của cô là tôi đồng ý. Tôi nói thiệt, tại tôi thương bà nội tôi. Mà cô chơi với bà nội tôi thích, đúng không? Tôi không làm được điều như cô làm cho nên tôi mới nghe lời cô chứ gì thường. Mà cái vụ mà nhận làm mẫu á, anh nói miệng à, nhưng mà tôi là người kỹ tính cho nên là mình ký hợp đồng cho nó chắc. Cái này là tôi đồng cảm với cô, tại tôi dân làm ăn mà. Nói miệng nó không có giá trị. Nó phải có hợp đồng. Có luôn. Ủa có nè. Trời ơi, anh nói là nói êm mà tôi chuyên nghiệp mà. Anh ký ở đây một cái là êm liền. Cho tôi coi mấy con kiểu. Đủ rồi, anh chỉ cần ký nó mấy em. Thôi, em ơi. Em ơi. Vậy mấy em, tôi là dân làm ăn mà. Mình vô một cái gì mình ký hợp đồng luôn. Vô. Vô. Nay cô làm cái gì tốt với tôi quá vậy? Về đi, tuyển tôi lên đây làm chi? Anh đừng có cảm kích, cũng đừng có mừng thầm. Tôi có mục đích hết á. Mặc đi. Sao như tôi phải mặc cái này? Ừ. Anh đừng có nói với tôi là anh không có nhớ hợp đồng thỏa thuận của tôi với anh nha. Hợp đồng chuột bạch đó. Ủa? Hợp đồng rồi chuột bạch gì? Có con chuột trong hợp đồng nữa hả? Thấy chưa? Bởi vì tôi nói mấy người mập mập như anh á hay lật lọng lắm. Bởi vậy tôi đã chuẩn bị thêm một bản nữa. Nè, đọc đi. Đâu? Đó. Trời đất ơi, điều khoản gì mà bắt tôi phải mặc đồ cô thiết kế rồi tôi đi làm bản khảo sát?
Đúng rồi. Cái điều khoản gì mà ghi mà nhỏ xíu mà nó chữ nó mờ cắm vậy? Cái đó là chuyện của tôi. Nè, nếu như mà anh mà không mặc á là coi chừng toan với tôi đó ông giáo thiện à. Giỏi lắm. Đưa cái đó đây. Cái này của tôi. Cái này của anh nè. Mặc đi, đang trend. Ngon quá à. Ăn ớt không? Đây nha. Lẹ đi còn đi làm nữa. Trời ơi, anh nãy đâu ra vậy? Trời ơi, đồ tươi vậy. Dạ, xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Quỳnh Hana. Mình là nhà thiết kế và mình là bạn của anh Thiện. À không, phải nói là bạn rất rất thân của anh Thiện. Anh Thiện đã chịu làm người mẫu cho mình thiết kế cái bộ đồ này. Đúng không anh Thiện? Rớt gì kìa. Anh Thiện gật đầu là đúng đó mọi người. Không. Dạ, cảm ơn mọi người. Vậy mình vô vấn đề chính luôn nha. Đây, mọi người hãy nhìn đây. Xin mời anh Thiện quay một vòng để mọi người nhìn rõ cái bộ sưu tập này. Đó, mọi người thấy không? Đó, thiết kế rất là chuẩn. Từ trên xuống dưới đều kín mít hết. Bộ sưu tập này rất là phù hợp trong thời buổi hiện nay, trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của mọi người. Mời anh Thiện giơ hai tay lên. Giơ tay lên. Đó, giơ lên. Mọi người thấy không? Kín đáo. Từ vai ra tới bàn tay. Đặc biệt cái bàn tay này màu vàng, rất là hợp trend, rất là thu hút ánh nhìn của mọi người. Màu vàng lấp lánh lấp lánh. Lấp lánh lấp lánh. Rồi, mời anh Thiện giơ hai chân lên. Sao vậy? Đá luôn. Đá một chân thôi, kêu đá hai chân. Đá luôn. Đây, mọi người thấy không? Thiết kế cực kỳ tinh tế. Từ trên đầu bảo vệ xuống tới bàn chân của mình. Mọi người thấy không? Rất hợp thời trang, rất sang trọng và rất cá tính. Thể hiện một con người năng động, mọi người thấy không? Đó. Rồi, mời anh Thiện bỏ chân xuống. Đây, mọi người thấy không? Chúng ta cảm giác rất là an toàn khi chúng ta mặc cái bộ sưu tập này. Vui lên, vui lên. Đó, mọi người thấy không? Anh Thiện rất là thoải mái và rất là vui khi mặc bộ này. Sẵn đây mình gửi mọi người cái bảng đánh giá. Thì mọi người có thể cho Quỳnh xin đánh giá về bộ sưu tập này như thế nào. Và bây giờ để phần đánh giá của mọi người có thể chuẩn xác hơn, xin mời mọi người cùng đến với tiết mục biểu diễn thời trang của anh Thiện. Mọi người có thể chụp hình, quay phim, hoặc Facebook thoải mái. Cái gì vậy? Đi rồi mà bắt chụp hình hả? Thể diện của tôi đây đâu? Hợp đồng. Vui cười hợp đồng với tôi. Tăng. Anh Thiện đi. Tăng. Đúng rồi, chụp hình đi mọi người. Tăng. Đúng rồi. Dạ mọi người cứ đánh giá giùm Quỳnh nha. Anh Thiện. Nè, nè, đừng có để cho nội mặc cái bộ này nghe không? Đâu có được. Đúng rồi. Nếu như mà con mà mai cho nội nha, con sẽ mai một bộ màu hồng. Màu hồng nội đâu có thích. Con quên rồi, nội thích màu tím. Rồi, con mai cho nội một màu tím liệm tìm sim luôn. Đúng rồi, phải tím nè, nó mới hợp cho nội. Dạ. Nè, dạ. Còn cái vụ mà nó vô công ty, nó biểu diễn cái thời trang này ra làm sao con? Ôi, hết hồn luôn nội. Hú hồn hú vía luôn. Cái lúc mà bước vô nhà mà đi trình diễn thời trang phải không? Như sơn tùng vậy đó nội. Trời ơi, mọi người rần luôn. Thiệt. Mày lộn. Hả? Nó mà sơn tùng cái gì? Nó là cái sơn tùng. Nó như cái thùng lắm mà. Rất như cái thùng cái gì. Ê mà tao tưởng tượng nha. Dạ. Nó vậy mà nó trùng cái áo này vô.
đẹp lắm phải không? Không phải, đợi giá không có nhớ à? Ngẹn quá, cái lúc mà ổng bước vô ổng đi á, cô nhìn cô đâu dám cười, tại bộ sưu tập của con. Mà giờ nó cũng nhớ lại cái tướng không nhiều thùng phi dễ nọ. Cái lúc mà cái bộ đây đây, trời ơi, cũng mắc cười muốn chết luôn. Mà con bé thấy con nhớ bảy ba thùng phi nó đẹp thấy có thùng phi chứ bộ. Tao thử cái thùng phi của nó. Cái thùng phi hình dung rồi. Ủa thùng phi có gì vui mà hai người ngồi kể cười dữ vậy? Không, ý là nói anh mặc bộ đồ này đẹp. Đẹp? Bộ đẹp liên quan tới cái thùng phi. Cái gì nữa đây? Bài ra nữa làm gì? Ê đừng nói bắt tôi mặc cái này nữa nha. Không, hôm nay anh không có mặc, ngày mai anh mới mặc. Cái gì? Giúp nó đi con, giúp nó có bộ sưu tập này đi con. Nội con là con người chứ phải con mannequin đâu mà người ta bắt mặc cái gì phải mặc cái đó. Ấy, anh yên tâm đi, tôi đâu có bắt anh mặc cái này. Bộ đồ rồi mặc chưa có đủ ấn tượng. Bây giờ nha, tôi tính là tôi sẽ mai cho anh thêm cái cánh nữa. Đó, ngày mai anh bước vô công ty đúng không? Trời ơi, anh giống như là một thiên thần sát khuẩn vậy đó. Lúc anh dơ cánh lên vậy là đó, mấy chai nước rửa tay rồi sát khuẩn là tôi treo lủng lẳng đây vậy nè. Anh cưng lắm thiệt. Dạ, tôi nói tôi không có mặc mấy cái kiểu đó đâu nha. Biến thái gì đâu á. Con giúp nó đi, giúp cho nó xong cái bộ sưu tập này đi, đâu có ai giúp nó đâu. Mà bà nội thấy nó tích cực đó chứ. Đúng rồi, anh biết không, mấy cái clip hôm qua mọi người quay mà up lên Facebook lượt view quá trời luôn. Với lại tôi thấy mấy người trong công ty anh nha, là người ta rất là giống như là bình chọn rất là nhiều. Vậy là nổi tiếng phải không? Dạ, có chiều hướng tích cực lắm á nội. Ôi, mừng quá trời. Dạ, giúp nó đi cho con. Thôi. Cô muốn làm gì cô làm. Con mai giúp tôi nha, thiên thần sát khuẩn. Con ha, thiên thần sát khuẩn. Con mệt quá. Nội từ từ thôi nội. À nội, con cho nội coi nè. Trời ơi, mới có 5 phút mà lượt view quá trời luôn nội. Ê, có duyên chứ nè. Nó đẹp đấy chứ mấy. Dạ nè nè, con coi bình luận nha. Ừ. Nhìn ông này giống trên cung trăng quá. Không phải, lúc ông còn đẹp hơn ông cung trên cung trăng nữa. Cháu nội của tao làm nó đẹp gơi gơi luôn. Trời, cái mặt nó kìa. Trời ơi, nó bụng miệng nha. Vô cái hình miệng. Tượng thiên thần sát khuẩn mà mập như cái thùng phi đó. Đừng có rứt gì. Thùng phi đáng yêu. Cười gì? Mặt tôi hề lắm hả? Nội, mà ổng hơi căng á nội. Căng hả? Dạ. Thôi luôn. Cho tôi xin lỗi nha. Chị ngồi sáng à? Ừ. Tôi đâu có buồn đâu, xin lỗi. Thì không buồn không? Vậy sao tự nhiên ngồi ở đây thẫn thờ chi vậy? Thì ngồi đây suy nghĩ, nhưng mà không phải chuyện đó. Không phải chuyện đó chứ chuyện gì? Thôi nha, có cái gì thì nói đi, làm gì dài dòng quá vậy? Tôi thấy thời gian qua, tôi chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân mình thôi. Chỉ lo đi làm, yêu đương, chưa bao giờ nghĩ tới gia đình của mình. Hôm nay tôi thấy bà nội tôi vui quá. Lâu mà tôi không làm cho bà nội tôi vui như vậy. Tự nhiên cảm thấy mình bất hiếu quá. Thường á, người già á, dễ cô đơn lắm. Mà anh nói gì? Tự nhiên nói hai từ bất hiếu nghe thấy ghê quá vậy? Cảm ơn nha. Cảm ơn cô mấy nay bên cạnh bà nội tôi. Khỏi cảm ơn. Tôi làm như vậy á là tại vì tôi thích vậy. Tôi thương nội, chứ tôi không phải vì anh hay là vì ai khác. Cho nên đừng nói mấy cái lời xến xúa như vậy. Tôi về nha. Để tôi đưa cô về. À, ngày mai anh có muốn làm
thiên thần sát khuẩn không? Thiên thần nhảy lầu chết không? Chứ mà tôi mặc bộ đồ đó tôi nhảy lầu á. Thì anh để giúp người ta thì anh phải giúp cho chót chứ. Với lại thực chất á, khi mà tôi nghĩ ra cái bộ sưu tập này á, là tôi muốn bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Bây giờ anh nghĩ đi, mùa dịch bệnh này nè, cái việc bảo vệ sức khỏe là cái việc rất quan trọng. Mà khi mà mọi người á, cảm nhận được cái ý tưởng về cái bộ sưu tập của tôi, rồi lúc đó anh nghĩ đi, mọi người sẽ biết nhận thức và biết bảo vệ sức khỏe của mình mọi lúc mọi nơi. Tính ra cái việc làm của tôi cũng ý nghĩa lắm chứ bộ. Mà nếu anh thích thì tôi không ép. Có gì tôi nhờ người khác làm mẫu cho tôi. Thôi để tôi làm cho. Chứ tôi biết chắc chắn cô nhờ anh ta không đồng ý đâu. Mà tôi thấy cô nói cũng đúng, cũng ý nghĩa thiệt. Nếu như bỏ qua sĩ diện của tôi nghĩ là biết đâu bộ sưu tập của cô cũng sẽ đặt giải nhà thiết kế của năm. Mà nè. Gì? Hỏi thiệt á, cô thiết kế vậy cô có nghĩ tới chuyện mà một cặp tình nhân nào đó người ta mặc bộ đồ đó người ta hôn nhau bằng cách nào không? Thì cởi ra là hôn thôi. Cởi gì? Thì chỗ nào hôn chỗ đó cởi. Mà đừng nói anh muốn hôn tôi nha, cục thịt mỡ. Cô đang làm tôi sợ á. Khùng hả? Vậy á. Ừ.